À, xin chào mọi người, mình là Di Di nè. Xin chào mọi người, lại là mình Di Di nè. Thì cũng như tiêu đề mọi người thấy là hôm nay Di sẽ decor một khu vườn sau căn nhà rừng rậm. Thì hôm bữa decor xong là Di cần đi slot, hình như là 100 mấy á, nên Di quyết định decor thêm. Bây giờ cùng Di decor thôi nào, let's go. Mới đầu là Di sẽ sử dụng vách ngăn lưới gỗ để làm hàng rào. Tại cái vách này Di có nhiều lắm nên mình tận dụng để đỡ tốn tiền. Thì cũng có nhiều bạn hỏi Di là cách làm cái hầm lương thực trong nhà như thế nào. Thì nó cũng y như này nè. Đó, Di đang kê cái vách ngăn lưới gỗ từ cái vách tím ra, mọi người thấy không? Bình thường là mình làm gì đâu có được đâu. Nhưng mà Di có một cái mẹo nhỏ để cho mọi người dễ dàng trong việc decor hơn nè. Là mọi người sẽ lấy một cái vách ngăn bất kỳ trong cửa hàng. Nhớ là trong cửa hàng nha, chứ đừng có lấy trong túi ra. Rồi mọi người để ngay cái vị trí mà mọi người muốn decor á. Đó, xong rồi bấm lưu. Rồi mọi người bấm tham quan lại căn nhà đó cho Di. Rồi bấm thoát là mình có thể decor mọi đồ vật trên cái vách đó hoặc là từ cái vách đó đi ra. Đây, Di thực hành cho mọi người xem luôn nè. Di đang kê cái vách ngăn màu tím á, để theo đúng vị trí nè. Rồi bấm lưu, lưu nhà rừng rậm. Xong bấm tham quan. Rồi bấm thoát nha. Đó, vậy là xong rồi đó mọi người. Bây giờ mình có thể để được bó củi trên cái vách rồi nè. Như cái hầm lương thực trong nhà của Di á, Di cũng sử dụng cái cách này, nên mọi người nhớ lưu lại để dễ dàng trong việc decor hơn nha. Thank you.
Thì tới đây cũng đã gần hoàn thành xong rồi. Di sẽ quay toàn bộ khu vườn cho mọi người xem nha. Thì video của Di đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Nếu yêu thích Di thì hãy cho Di xin một like và một subscribe nhé, cũng như là các thành viên trong hot team nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.